Valentine đây. Mày đừng có quay mặt tao để tao che cái mặt đây bằng cái iPhone X này. Trời ấy đấy gãy lưng mà. Đùa mặt anh như cái mặt. Một thanh niên kiểu tự sướng với tự cười. Chưa mày chưa dậm lưng của tao mày. Thôi xong rồi. Ôi, xong Anh Thành đã có video. Thôi. Kiếp này anh muốn làm người tử tế thì còn phải bao dung em nhiều hiểu không anh ơi. Video đang cầm trong tay rồi.